Chào mọi người, chào mừng mọi người tới với Chuồn Chuồn Boutique. Hôm nay mình lại quay cái mẫu túi sách Dragonfly Bucket. Mẫu túi này cũng mới vừa về tại shop, cho nên là mình cũng muốn quay video để cho mọi người nhìn được rõ hơn và cũng yên tâm hơn khi mua hàng, cũng như là các cái mẫu túi khác mà mới về tại shop mình. Thì mẫu túi này thì là có cái dáng túi này, mình dáng túi khá là độc đáo. Phối màu này, giữa gam màu là black and white, màu trắng đen. Cái này là mình cứ hay gọi nó là unique design bởi vì là nó rất là đặc biệt, nó không như những chiếc túi bình thường khác. Những người mà cầm được những túi này thì cũng phải có gu thẩm mỹ, cũng như là gu ăn mặc cũng hơi bị khác với những nhiều người khác. Đây ạ. Khi mà đây có túi thì là cái nắp túi này thì mở ra, thì có nhiều khách hàng khi mà mua hàng thì không biết là mở như thế nào, thì là mình chỉ cần ấn xuống và nhấc cái đầu khóa là nó túi sẽ ra. Ở bên trong túi thì là được bọc bằng nhung, ở bên ngoài chính là một cái lớp da nguyên miếng. Đây ạ, ở phía bên trong của túi là một ngăn lớn, có một ngăn để đựng điện thoại, để dắt điện thoại, để cho nó điện thoại cố định rất là chắc chắn đây ạ. Còn túi này thì mình có thể bỏ được được ví nhỏ, ví gập như thế này này. Mình để một cái trang điểm này, trang điểm một cái thỏi son, và có thể để được một số các cái phụ kiện khác nữa, nhưng mà ở đây thì mình chỉ để được từng nấy vật dụng thôi. Thì là nắp đậy của túi là cũng nắp đậy của túi là đây ạ. Bấm vào là cũng xong. Túi thì có khuy khóa, có dây đeo chéo. Đeo chéo thì được gắn ngay đầu này. Đây ạ. Túi mình có nhập về hai màu, đấy là màu đen phối trắng với lại màu nâu phối với màu kem. Không biết là có rõ được cái màu kem không. Chân túi thì có đính các cái chân đính để chống sức túi khi mình đặt túi xuống bàn hoặc là xuống dưới sàn nhà. Cái đường chỉ mà ở trên túi cũng rất là tinh xảo và chi tiết. Hy vọng là mình đã làm như thế thì mọi người đã nhìn rõ được cái video, đã nhìn rõ được cái dáng túi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.